làm nhà yến nó không có cái mùi gì cả, làm cứ đúng kỹ thuật là nó về thôi. Dạ. Và hôm nay nó về đông rồi, nay làm. Làm xong thường tôi phải đánh giá lại và để xem là cái lượng chim đến, chim nó đi ngang qua đây nó đến rồi là âm mình là nó ổn định chưa, chim nó vào chưa. Đấy, thưa quý vị, đây là cái căn nhà yến ở xã Yali, huyện Sông Hinh của tỉnh Phú Yên, thì tôi làm trong một ngày nay xong rồi. Nhà này có 300 mét vuông thôi, nó không có nhiều. Đấy, bây giờ nhà này thì làm được 4 năm rồi, thì số tổ là khoảng tầm 70 tổ. Đấy, và cũng có mấy tôi làm đây mấy căn rồi là tương đối là thành công, tương đối là tốt. Đây là bác này, bác cứ mời tôi đến để làm đạo lý cho bác cái căn này đến này. Đấy. Thì bây giờ thì quý vị thấy này, khi tôi làm xong thì quý vị thấy này, chim đến rất là tốt này. Đấy. Ở đây thì quý vị cũng thấy là những tôi khoan những cái lỗ khí như thế này này. Đấy. Ở cái vùng này thì rất là nóng. Thực sự ra là thời tiết rất là khắc nghiệt nhé. Đấy, nên là cái việc mà điều khiển cái lỗ khí nó rất là khó đấy, không phải chuyện đơn giản đâu. Tôi vừa trong thời gian vừa rồi thì rất nhiều các hội nhóm mà cũng phốt tôi đấy. Đấy, phốt tôi có mấy tay chả biết kỹ thuật ở đâu ấy, phốt tôi là nhà này tôi đi lùa gà. Nói tôi đi nùa gà và đúng là tôi đi nùa gà. Đấy. Rồi là nói tôi là thế này thế kia, nói chung là cũng đủ thứ. Nhưng tôi nói thật ra, những cái ông đó thì tốt nhất ông cầm cái miệng lại, ông đố kỵ. Tôi thật ra tôi làm cái nghề của tôi chả đố kỵ với ai, chả ảnh hưởng kinh tế chính trị của ai cả. Tôi chả ganh ghét, tôi chả thù địch với ai cả đâu. Đấy, tôi làm kênh YouTube của tôi và tôi đi làm nghề của tôi đàng hoàng tử tế khách hàng của tôi thôi. Đấy, tôi đang mắc mớ thì tôi phải đi cạnh tranh gì với quý vị có cạnh tranh với tôi cạnh tranh, chứ mà tôi cháu là tôi cạnh tranh quý vị. Cái đẳng cấp của tôi là cái người làm nghề khác không giống đâu. Thế nên cái ông mà của tôi lùa gà thì tốt nhất là ông đừng có xem video của tôi nữa, và ông cũng tốt nhất là ông biến đi cho nó đẹp trời, đừng vào kênh xem của tôi. Chi tôi bắt các ông xem đâu, tôi không bắt các ông xem đâu. Tôi làm đây là chia sẻ kiến thức cho cái ngành yến nói chung và cho đại chúng đó. Đấy, tôi chia sẻ kiến thức rất là thật, và tất cả những cái gì tôi nghiên cứu, tôi trải nghiệm, tôi làm, tôi hướng dẫn, nó có hiệu quả, nó tốt cho một cộng đồng thì tôi chia sẻ thôi. Các ông không xem thì thôi, chứ ông thì lại bảo tôi đi nùa gà. Tôi chả nùa gà gì cả. Ai thích ấy thì điện thoại cho tôi mời tôi làm nhé. Có người mời tôi cả năm tôi chưa làm đấy, chưa đến lượt làm đấy. Có người mà mời tôi đến 6 tháng còn chưa có gì. Chứ đến lượt để làm đấy, chứ đừng có nói tôi đi nùa gà nhé. Ông nào mà có cái tư duy đó tốt nhất đừng có xem video của tôi mời ra ngoài đừng có xem. Đây này, ngày này tôi đi sửa xong cái nhà yến này, chim nó về như thế này này. Đấy, đầy chim đấy. Ông bảo tôi đi nùa gà. Ở trên kênh YouTube của tôi có cái ông Phan Anh Thư, tôi chả biết ông ấy là ông, tôi chả thù hận gì với ông, chả tranh chấp gì với ông suốt ngày ông comment cái YouTube của tôi. Tốt nhất ông biến đi cho nó đẹp trời, ông đừng xem video của tôi nữa, tôi không muốn ông xem đâu. Đấy, bây giờ tôi làm xong rồi này, làm xong rồi này chim nó về này. Đấy, mọi người thấy xem chim nó về này. Đấy, nhà này tôi làm mấy cái video rồi, tôi bắt lên cho quý vị xem. Nhà này thì tôi nói tổng quan là kỹ thuật một tí. Nhà này thì nó rộng lắm, một chiều là dài mà ngang 10, dài 20. Ngang 10, dài 20, trên một sàn là 200 mét vuông, một sàn dưới là 100 mét vuông. Nửa cái nhà mà làm trong mấy năm trời, 4 năm trời được với khoảng 70 tổ. Nhưng mà trong cái tôi có quay video để quý vị lật quý vị xem. Thì được khoảng 70 tổ thì trong 4 năm thì chết rồi. Và ở cái vị trí này tôi làm cho 3 căn nhà yến đây, tôi làm cách đây 10 tháng thì hiệu quả rất là tốt nhé. Đấy,
Và hôm nay cái bác này bắt đầu thấy, bắt đầu mời tôi làm chuyện. Ăn có mời làm có khiến nhé, không đi xin đám, không đi dạ gẫm nhé. Có người điện cho tôi cả 5-7 lượt, tôi còn chưa tiếp chuyện tôi làm ấy, tôi nói tôi đi ngồi gà. Và thôi tôi nói chuyện qua cái kỹ thuật một tí. Ở cái vùng này nó rất là nóng. Thì các thầy nhà mình ấy hay làm cái lỗ 90 và làm sát nóc tường ấy, gần cái thanh làm tổ đấy. Thế là các thầy đưa ống 90 vào nó đưa ngắn, thế là nhiệt nó xông vào cái mất mẹ ẩm. Mẹ nhiệt nó vào nó tích cho đến 40 độ thì chim cỏ gì không biết điều khí, không biết nhiệt với khí là gì cả, suốt ngày đi ăn mấy cái âm. Thế thì sau này chúng tôi vào chúng tôi phải làm lại hết, khoan lại cái lỗ khí 114 ra, làm lại cái đường khí đấy, làm nóng 90 đầy ấy, như tổ ong này, nhưng vẫn không đủ khí, vẫn dư nhiệt thiếu khí, dư nhiệt thiếu khí bất ẩm đấy. Cuối cùng nhà yến bung bét ra không có làm được cái gì cả đấy. Tôi làm xong tôi điều khí chim về đẩy. Nên là tôi làm video ở đây là vì đại chúng, vì cộng đồng, vì cộng đồng đấy. Vì cái thứ nhất là những cái gì chúng tôi nghiên cứu, chúng tôi công bố, công khai luôn. Đấy, tôi làm xong, ví dụ như cái nhà này làm xong vài tháng sau tôi quay lại tôi kiểm tra, tôi lại quay cho quý vị xem, đánh giá cho quý vị xem. Rồi những cái gì mà khoa học tôi giải thích trên kênh YouTube, tôi đặt tay chỉ việc, tôi quay cái ống kính tôi đi đến đâu thì cái miệng tôi đi đến đó. Tôi hướng dẫn làm đàng hoàng, từ bắt từ cái loa, từ cái ống khí, chỉnh cái âm, tôi cũng chỉ hết. Tôi cạnh tranh gì với quý vị. Tôi làm vì thực sự tôi rất là buồn. Là cái điều thứ nhất là bao nhiêu năm tôi làm công chức, rất là nhiều các đề tài khoa học tôi nghiên cứu xong bắt đầu là được các cơ quan để trong tủ cất, không mang ra sử dụng. Và khi tôi ra lĩnh vực nhà yến thì những cái gì tôi nghiên cứu, những cái gì tôi trải nghiệm, những cái gì thực tế tôi đưa cho quý vị để công khai ra, để cho sử dụng một cách rộng rãi ra, để đưa ra một cái tiến bộ đấy. Bỏ những cái cũ kỹ, cái ấu trĩ, cái lạc hậu bỏ hết đi, tiếp nhận những cái mới về đấy, để cho một xã hội nó tiến bộ lên đấy, để cho một xã hội tiến bộ lên và nó phát triển lên. Chứ giấu giấu giếm giếm này chỉ tận tay còn chưa làm được, chứ tôi giấu gì, tôi không bao giờ giấu giếm cái gì cả. Đây là âm tôi mở này, quý vị xem bên này đầy chim bên này đấy, quý vị thấy đầy chim không, chim về đầy ấy. Quý vị thấy không? Đây, tôi đang quay cho quý vị xem là trực tiếp này. Đây. Nên là quý vị khán giả xem kênh YouTube của tôi thì tôi cảm thấy điều đó rất trân trọng. Nhưng mà những khán giả nào cảm thấy xem không vui thì mời ra ngoài đừng có xem. Bất công, nói lung tung không đó. Tôn trọng cộng đồng, tôn trọng cộng đồng là tôn trọng mình nhé. Ở đây nó là một cái trường học nên là chúng tôi mở âm rất là nhỏ, không có to. Cái lò nóc chúng tôi cắt rồi. Và thôi bây giờ thì thầy nó cũng đã tối rồi nên là tôi xin kết thúc video ở đây. Một nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị một cái video clip lần sau. Thân ái chào tạm biệt quý vị.